Hello hello, Gia Đình Phúc xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ USA quý vị các bạn ha. Hôm nay là ngày thứ tư quý vị các bạn, ngày 24 tháng 5. Đức Vũ đang làm cái video này ở tiểu bang Maryland quý vị các bạn ha. Thì vì mình đang làm việc và sinh sống ở tiểu bang Maryland thì các bạn có biết và tuần vừa rồi mình có đi thăm gia đình của mình ở tiểu bang ở Georgia các bạn ha, bang Georgia thì lần trước nó đang có cái học sinh thì mình cũng gặp được những người bạn gọi là giống như Đức Vũ hay nói trong cuộc sống của chúng ta bạn thì nếu mà chúng ta gặp bất kỳ một người nào đó thì không là thầy thì cũng là bạn, không là thầy là cũng là bạn. Thì thầy thì nó có nhiều ý nghĩa thì mình đã làm nhiều trong cái video rồi. Thì đây là những người bạn, thực ra là chi cốt các bạn. Có người 10 năm chưa gặp các bạn mà trái đất nó tròn ghê các bạn ha, trái đất nó rất là tròn. Còn có người 20 năm chưa gặp luôn quý vị các bạn, và hồi đó thì rất là thân các bạn. Thì người ta nói thân thân là thân ai nấy lo, nhưng mà thực sự là thân thì các bạn, người thì làm chung với mình ở công ty ở Việt Nam, người thì đi học đại học chung, nói chung là rất là thân thiết quý vị các bạn. Thân thiết là cái thời gian hồi xưa và bây giờ cũng vậy, nói chung là không ít gặp, 10 năm không gặp nhưng mà vẫn có thể liên lạc được với nhau, và gặp nhau thì được rất là quý các bạn. Thì đó là cái mình giải thích cho quý vị các bạn biết về ở tiểu bang bên đó. Và ngoài ra thì mình còn gặp được rất là nhiều một số cái người bạn mới nữa các bạn, người bạn mới nữa thì các bạn biết là cuộc sống mà nó cứ gặp người này gặp người này gặp người này thì mình sẽ có thêm bạn mới, thì không không là bạn thì cũng là thầy đúng không các bạn. Nhưng mà khi mà gặp đó thì có nhiều người bắt đầu mới hỏi Đức Vũ là nếu mà định cư ở Mỹ thì nên sống ở tiểu bang nào. Thì hôm trước cái video thực ra ở cái kênh mà mình nói về cuộc sống Mỹ rồi nhà cửa Mỹ rồi nhiều hơn đó là ở kênh Đức Vũ cuộc sống Mỹ tại DMV đó, mình đã có một cái video mình làm rồi và trong đó thì mình đưa ra những cái phân tích rất là lớn và sâu. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ nói về mới định cư các bạn ha. Thì cũng có một số anh, ví dụ như anh Tom, anh cũng nói ví dụ như chúng ta đi định cư theo bây giờ nó có rất là nhiều diện, nhưng bây giờ thôi mình nói bình thường là theo diện gia đình đi, thì khi đi qua thì thông thường ví dụ như ở Cali thì mọi người sẽ được ở Cali, rồi ví dụ San Jose thì ở San Jose, rồi ba mẹ hoặc là anh chị hoặc là vợ chồng thì ở đâu trước thì mình qua mình ở đó đúng không, rồi ở Virginia hoặc là Maryland hoặc là Georgia, Atlanta, rồi Texas hoặc là Florida, thì cái người mà có thể bảo lãnh mình hoặc là những người mà đi qua trước thì họ ở đâu, gia đình của mình ở đâu thì mình sẽ thường xuyên là ở đó. Thì cái đầu tiên mà cái anh đó anh nói đó là trong cái chuỗi bài viết cũng như là cái video mà Đức Vũ nói là khi mà đi định cư thì chúng ta nên chọn cái tiểu bang các vị bạn ha. Thì đầu tiên thì nói về khí hậu thời tiết của các bạn, khí hậu thời tiết thì ví dụ như Cali, San Jose là cái thời tiết khí hậu rất là đẹp các bạn, thật sự rất là đẹp, không quá nắng không quá nóng, rồi có những cái tiểu bang thì nóng, rồi có những tiểu bang thì lạnh, rồi có những người chịu không nổi về lạnh. Ví dụ như tiểu bang của Đức Vũ là một tiểu bang lạnh các bạn, mà nó lại là bốn mùa lạnh, thật sự đó là lạnh. Đó là cái đầu tiên nói về thời tiết, và thời tiết này thì Đức Vũ đã nói rất là nhiều rồi, thì chúng ta phải tìm hiểu về thời tiết. Cái thứ hai mà chúng ta cần phải tìm hiểu á, Đức Vũ xin lỗi quý vị các bạn, ở tiểu bang nào thì nó cũng có cái này có cái kia ha, về cái đó thì chút xíu mình chia sẻ. Nhưng cái thứ hai nó là liên quan đến công ăn việc làm của bạn. Những tiểu bang nào mà có nhiều hãng xưởng, dễ làm, nó có người Việt mình nó còn có nghề nail nữa các bạn ha, rồi những tiểu bang thì có cộng đồng người Việt đông và những tiểu bang thì ít. Ví dụ nha, ví dụ như tiểu bang của Đức Vũ ở Maryland đó thì cộng đồng người Việt thực sự nó là không đông lắm, cũng đông nhưng mà không đông lắm, bởi vì nó không có sống tập trung các bạn, không có sống tập trung. Nhưng mà ở Virginia thì người ta sống tập trung, thì các bạn biết là có Eden thì người ta sống tập trung, rồi nói chung là cái người Việt nó đông hơn, đó là ở Maryland với lại Virginia. Nhưng mà ví dụ như ở
ở Atlanta mới rồi mình đi bạn, thì hiện nhiều mỗi năm nó mới thay đổi. Lúc trước hồi xưa thì người Việt ít nhưng mà bây giờ người Việt nhiều quá, bởi vì người Việt họ bắt đầu họ từ các cái tiểu bang khác, ví dụ như là New York hoặc là Cali, họ bắt đầu họ mới chuyển về Georgia, là Atlanta các bạn ha, thì số lượng người Việt nó đông hơn. Thì các bạn thấy rằng cái món ăn về người Việt, rồi cộng đồng, rồi nhà thờ, rồi chùa, rồi tất cả những cái hoạt động liên quan đó, nó sẽ bắt đầu nó đông các bạn ha. Thì đó là cái thứ hai mà Đức Phú đang nói về cái công ăn việc làm, rồi cái cộng đồng, cái thứ ba là cái cộng đồng người Việt của mình. Thì người nào thích là cộng đồng người Việt đông. Rồi ở đó thì ngoài cái công ăn việc làm sáng sượng ra thì nó còn có người Việt mình thì hay làm nail các bạn, thì ở đó làm nail có dễ hay không, thì thông thường các bạn, thông thường mình nói thông thường thôi, thì có những người họ nói là ở những tiểu bang nào mà ít người Việt thì làm nó dễ hơn, nhưng mà thực ra thì không có cái nào là hoàn hảo đối với các bạn. Ví dụ như ít người Việt đó thì tiệm nail có thể đông khách đó, nhưng mà tìm nếu là chủ thì đi tìm thợ nó khó bạn ha, và còn nếu mà thợ đó, thì nhiều khi đi làm nó buồn bạn ha, đi làm nó buồn đó, nó buồn buồn hiu buồn hiu. Thì nói chung là cái điểm nào nó cũng có những cái điểm mà có lợi và bất lợi đúng không bạn. Rồi rồi tiếp theo nữa là ở các cái tiểu bang thì toàn bộ nước Mỹ bạn, chỗ nào học nó chỗ nào là cái này giống như đi mua nhà vậy đó. Cái người ta gọi là location nào tốt thì thực ra thì tiểu bang nào cũng có cái chỗ mà tốt và chỗ chỗ tốt và chỗ không tốt, mình nói là an ninh và không an ninh các bạn, tiểu bang nào nó cũng có hết chứ không phải, và chỉ là nhiều hơn hay là ít hơn thôi các bạn, chỉ là nhiều hay là ít hơn thôi. Thì sống ở tiểu bang nào thì nó cũng vậy, nhưng mà tiếp theo thì mình đang nói về cái việc mà học hành đúng không bạn, học hành cho con, thì ở trong từng tiểu bang nó cũng có những cái khu tốt, có cái khu mà không tốt, điểm của cái điểm trường học nó cao. Thì học hành con thì những người họ bắt đầu định cư thì họ sẽ tìm kiếm những cái nơi, những cái địa điểm thì có cái trường học tốt cho con các bạn ha, trường học tốt cho con, thì đó là cái cũng là đặt mục tiêu, tại vì mỗi người có cái mục tiêu, người ta có thể đặt cái này cao hơn hoặc là cái kia cao hơn các bạn. Thì trường học, và nói chung là ở Mỹ chỗ nào cũng vậy các bạn ha, chỗ nào cũng học, còn con còn nhỏ thì học tới lớp 12 miễn phí, mình đang nói trường công nha các bạn ha, mình không có nói cái vụ mà liên quan đến học trường tư thì mình không nói. Cái này thì dễ, thì đây là cũng là một cái điểm lựa chọn các bạn ha. Rồi cái tiếp theo nữa nó liên quan đến gọi là tội phạm, thì tiểu bang nào nó cũng có, ví dụ như là tiểu bang của Đức Vũ, ngay cái khu Đức Vũ ở thì nó khác các bạn, tại vì cái zip code nó tốt, hoặc là cái gọi là cái county của Đức Vũ nó tốt chẳng hạn đi, nhưng mà có những cái county khác thì vẫn ở bình thường, cũng chả có vấn đề gì xảy ra hết quý vị các bạn, nhưng mà nó bạo lực hơn, hoặc là nó hay đập xe đập cửa, mấy cái mà Đức Vũ hay chỉ, thì ví dụ như ở downtown Baltimore các bạn, thì cái khu vực đó thì dân da màu, mình nói da màu thì nó lấy nhiều quá thì nó lộn xộn nhiều hơn vậy thôi. Đó thì cái liên quan đến gọi là tội phạm, tội phạm, rồi thời tiết, công ăn việc làm, trường học, tội phạm, thì cái này hồi trước với Đức Vũ đã có chia sẻ rồi các bạn. Còn một điều mà hôm trước anh Tom có chia sẻ đó là khi các bạn nghiên cứu những cái điều này xong rồi, nó còn nhiều thứ nữa chứ không phải là những thứ đó không các bạn ha. Còn nhiều thứ nữa, thời tiết nữa đúng không? Rồi nhưng mà khi mà chúng ta đến một cái tiểu bang đó đó mà có người nhà đó, và sau đó mu đi chỗ khác, đi một cái tiểu bang khác sống, thì hãy nên đi liền đi. Chứ mà ở lại chần chừ các bạn ha. Rồi thì có thể lúc ví dụ như có anh bạn á, lúc đầu anh đi đi qua Cali, anh đi qua Cali các bạn, thì anh muốn đi qua tiểu bang khác, tại vì anh gia đình anh mới qua thì phải ở nhà người anh người em bà con, nói chung là ở nhà ở cái người gia đình của mình bảo lãnh qua đó các bạn. Xong rồi thì đi làm nail, phải không, làm nail xong rồi
ở đó. Xong rồi lúc đó bình thường chưa có con, bạn thấy ở mấy ngày cái thứ có con thì con nhỏ, lúc mà lý do chuyển đi tiểu bang khác á, thì nó có con nhỏ quá cho nên là không có thể đi được, cho nên thôi phải đành chịu ở đó mà giờ phải đi ra thuê, không thể nào mua được nhà đúng không? Thì ví dụ như là Đức Vũ đã nói á, là thời tiết ở nơi này có thể đẹp, nhưng mà ví dụ như Cali thời tiết rất là đẹp các bạn, nhưng mà nhà thì sao, là rất là cao. Cả triệu đô mà cả triệu đô đúng không bạn, triệu đô với nhà thì đương nhiên á, là có cái này thì cũng sẽ có cái khác các bạn ạ. Được cái này thì cũng phải được cái này, hoặc là được cái khác thì nó cũng giống nhau như vậy đó. Thì đó là những cái chia sẻ chính thôi nha bạn, đó là những cái chia sẻ chính. Rồi cái mục thứ hai mà Đức Phú chia sẻ ngày hôm nay đó là có nhiều người nói hồi Đức có nên rủ Đức Vũ chuyển qua tiểu bang Atlanta, tiểu bang Georgia, chuyển qua Atlanta các bạn. Thì thực ra thì người thân của mình ở Atlanta rất là nhiều và mình đi qua Atlanta là một cái tiểu bang mà ở Mỹ mà mình sống các bạn. Mình sống ở Mỹ á, mình sống ở bên phía bắc là bên Washington DC, Maryland, Virginia, thì mình đã sống ở đây. Nhưng mà thực ra cái tiểu bang thứ hai mà mình đi nhiều nhất các bạn, tiểu bang thứ hai mà mình đi nhiều nhất đi nhiều nhất đó là tiểu bang Georgia, và mình cũng đi rất là nhiều các bạn, nhiều khu vực, tại vì nhà người người thân bạn bè bên đó nhiều đúng không, thì mình đi qua đó nhiều hơn. Đương nhiên có những cái tiểu bang khác, ví dụ như là Texas, hoặc là tiểu bang thứ ba mà mình đi nhiều đó là Florida chẳng hạn, hoặc là Texas thứ tư, rồi nói chung là những cái tiểu bang mình đi các bạn. Nhưng mà mình đang nói á, để chuyển đi á, nó cái này là quan điểm của Đức Vũ thôi nha quý vị các bạn. Để chuyển đi á thì nó khó khó các bạn. Vậy quay lại cái câu mà hôm trước anh mình xin lỗi mình nhắc tên anh Tom, bởi vì anh hay có những cái ý tưởng hay các bạn ha, hay có ý tưởng hay chứ không phải là cái nói là Đức Vũ PR, thì vì anh Tom là một người có cái ý cái suy nghĩ rất là hay các bạn. Thì anh nói á, là thường á mình đã dính ở đâu rồi đó, bắt đầu mình mới, tại vì người ta nói là đất sinh tình cảm các bạn, ở đâu đó thì mình sẽ bắt đầu tôi thích cái văn hóa ở đó đúng không, rồi bắt đầu mình có những người bạn ở đó, có bà con thân thiết người bạn, rồi mình sống ở đó, bắt đầu mình có công ăn việc làm các bạn. Bây giờ mình có thể có những người thì họ có tiệm nail, hoặc là họ làm nail bên đây họ quen rồi, bây giờ họ đi qua tiểu bang khác họ làm nó khó, và giống như là chúng ta bắt đầu lại từ đầu các bạn, làm bắt đầu lại từ đầu ở nhà cửa ở đây, thì họ cũng đã mua, những người mà qua lâu rồi họ mua nhà rồi đó, thì họ mua nhà rồi thì họ bây giờ họ dời đi, dời đi thì bây giờ cũng lo lắng là bây giờ đi phải lo chứ không phải, và bây giờ qua đó không biết là có làm ăn được hay không, rồi con cái đi học thì nó có quen không, ở đây nó có bạn bè nó quen rồi, đi học nó có quen hay không, rồi nói chung là hàng ngàn những cái nỗi lo của các bạn, hàng ngàn những cái nỗi lo. Thì các bạn thấy đó là nỗi lo đó mà bắt đầu làm lại, thì đương nhiên có những người họ chuyển, thì quay lại cái kinh nghiệm của anh Tom á, thì nói là nếu mà di chuyển, nếu mà chúng ta đi, chúng ta phải quyết định đi liền các bạn ha, đi liền, bởi vì thời điểm, mỗi thời điểm nó sẽ là khác nhau các bạn, mỗi thời điểm nó sẽ là khác nhau. Mình ví dụ nha, mình có một anh bạn có một cái business bên này, còn anh có hai ba tiệm nail bên này các bạn. Bây giờ anh muốn đi qua bên trở về quê hương của anh, hồi xưa anh từ từ cái tiểu bang đó anh đi các bạn ha, từ cái tiểu bang đó đi là từ Atlanta đi Maryland chẳng hạn. Bây giờ anh qua đây anh gây dựng rồi, mà anh muốn thì anh phải bán hết tiệm nail các bạn ha. Và bán thì không biết là thời điểm nào nó có được giá hay không, rồi bắt đầu anh mới bán nhà mới có thể đủ đi qua nó mua nhà chứ bạn, chứ đâu có thể nào mà đi được đúng không, đâu có thể nào mà mình có ví dụ như các người khác đó, bán nhà từ từ Cali họ bán nhà xong thì họ mới đi qua họ tìm nhà họ mua đúng không bạn. Rồi đến nói thời điểm mà mua nhà nữa bạn, thời điểm này lãi suất bây giờ nó lên bằng 7 chấm rồi các bạn, lãi suất nó lên cao rồi, ngày hôm qua nó chạm mốc 7 chấm các bạn, thì bây giờ mua nhà 7 chấm như vậy nó có tốt so với cái nhà anh mua có 2 chấm mấy không, ở đây đúng không, trả cũng sắp xong, ví dụ như anh ở đây cũng 10 15 năm rồi, mà mua 10 năm đi mà mua cái nhà sau khi anh refinance anh xuống còn 10 15 năm thì anh sắp trả xong nhà rồi. Thì đó là những cái đánh đo các bạn, đó là những cái đánh đo mà thực tế,
mình chia sẻ để cho thấy cho quý vị các bạn thấy rằng là khi quyết định một cái gì đó nó cũng rất là khó khăn, đúng không? Khó khăn. Còn mà người ta nói là phải là thiên thời địa lợi nhân hòa các bạn. Thiên thời địa lợi nhân hòa là sao? Có cái thời điểm mà đi nó tốt, có những thời điểm may mắn hay là không nữa các bạn. Thì có những cái thời điểm mà nó tốt mới chúng ta quyết định đi các bạn. Ví dụ như mình nói một cái thời điểm tốt mà người ta di cư nhiều, đó là nước Mỹ luôn nha các bạn, chứ không phải là người Việt đâu. Thì cái lúc mà mình có một người bạn kể đó là cái người đó đi qua đây trước khi dịch các bạn. Thì trong khi dịch đó thì cũng có mấy người bạn nói chuyện, và trong khi dịch đó thì ở Cali bắt đầu cũng sợ các bạn. Họ mới đầu mà ở Covid đó thì ở Cali cũng sợ, bắt đầu mới di chuyển qua bên Georgia, bên Georgia. Thì qua bên Georgia đó thì qua Atlanta các bạn, thì họ thì có ba người, thì có ba cái hoàn cảnh trường hợp khác nhau các bạn. Có những cái trường hợp khác nhau, có người thì ở bên Cali họ có nhà, họ bán nhà thì họ qua bên Georgia họ mua nhà rất là dễ. Còn có hai người thì họ không có nhà, họ thuê các bạn, thì họ qua bên Georgia, xong rồi thì cái thời điểm đó là một cái thời điểm thích hợp, là nó là dịch nữa các bạn. Cho nên là khi mà qua thì sau 3 năm, tới thời điểm hiện tại là 3 năm 3 4 năm rồi các bạn ha, thì họ mua được nhà, họ mua được nhà. Thì vì nhà cái thời điểm đó, đó thời điểm mà trước dịch ở Georgia nó còn khá là rẻ so với, không thể so với Cali bạn, mà so với một tiểu bang khác, và so với hiện tại bây giờ ở Georgia. Thì bây giờ sau khi Georgia nó hoặc là Atlanta bắt đầu giá cả nó lên quý vị các bạn ha, rồi chấm nó lên, giá nhà nó bắt đầu nó lên nữa, thì sau quý vị các bạn thì có người có hai người đó thì một người có thể mua được cái nhà, một người mua hai căn luôn quý vị các bạn ha. Chồng thì đi làm hãng, vợ làm nail. Thì mình đang nói rồi, ở Mỹ mà nếu mà vợ chồng mà gọi là vợ chồng mà đồng vợ đồng lòng các bạn, thì tát biển Đông nó cũng cạn. Nói chung là không thể quá giàu được các bạn, nhưng mà dù sao thì cái chuyện mà ở Mỹ mà để có mua được một căn nhà rồi để trả thì nó cũng sẽ là bình thường đối với ai mà chịu khó ha bạn ha, ai mà chịu khó. Rồi cơ hội nó cũng tới với mọi người, nhưng mà thời điểm nó quan trọng các bạn. Nhưng mà thời điểm bây giờ những người đó họ đi qua mua nhà thì nó khó khăn hơn chút xíu các bạn, giá nhà nó cao hơn rồi đúng không, giá nhà nó cao hơn rồi. Thì đó là những cái thời điểm mà cho nên á, là làm cái gì mà mình tính được á, thì nếu mà đã nói tính được thì là gì ta, là giàu quá rồi đúng không quý vị, là giàu quá. Ví dụ như mình biết cái này mình trúng số, mình mua vô số cho nó trúng, mình biết cái chứng khoán này nó sẽ lên thì mình sẽ mua. Đó, đúng không bạn? Nếu mà ai cũng biết thì chắc là giàu rồi các bạn, đúng không, đại gia rồi đúng không? Nhưng mà khó lắm bạn. Thời điểm rồi may mắn nó đến cho từng người nữa quý vị bạn, may mắn nó đến cho người này rồi đến cho người kia, may mắn nữa quý vị bạn, chứ không phải là không. Tiểu bang nước Vũ thì giờ chắc cũng nhắc quý vị các bạn, bây giờ thì cây cối xanh tươi, xanh rất là xanh, rất là xanh quý vị các bạn. Quay ra.